Một tháng cặp kè nhau, nam em Trường Giang lén lút làm những chuyện tày trời sau lưng Nhã Phương. Tức tường tật những chuyện Trường Giang nam em đã làm cùng nhau trong khoảng thời gian yêu đương. Chưa bàn đến việc đúng sai, nhưng Trường Giang quả thật rất nhỏ khi yêu phải nam em. Sở dĩ là bởi sau cơn say tình, người đẹp xuất hiện trên đủ mọi kênh thông tin để kể lể tường tận về 30 ngày yêu điên cuồng, yêu như chết đi sống lại. Có lẽ danh hài đang trải qua cảm giác cực thốn vì bị chính người tình bóc phốt. Suốt một tháng yêu trong bóng tối, nam em Trường Giang đã mặn nồng đến mức nào? Để đến giờ ngẫm lại, Hoa Khôi vừa cảm thấy thăng hoa, vừa lại cảm thấy đau đớn, chỉ biết rằng cô kể thương tới mức một ngày không gặp cảm thấy bế tắc, nỗi nhớ giống như một cơn nghiện thuốc, kìm xuống rất khó. Tự nhiên em đang ở nhà hàng, đùng một cái anh xuất hiện, rồi anh nấu ăn cho em ăn. Khi ngồi ăn với anh, em không có cơ hội cầm tới cái bát, cái đũa. Miếng đầu tiên anh gấp đưa cho em, miếng thứ hai anh cũng đưa cho em, miếng ngon nhất anh sẽ cho em. Đấy là lý do tại sao hồi ấy em mập vậy đó. Nhiều khi anh nhắn tin cho tôi, anh đang ở trung tâm thương mại, tôi ngay lập tức phi đến, chẳng cần gọi điện chúng tôi vẫn tìm được nhau. Có cái giác quan thứ 6 trong tình yêu khiến cho hai đứa hân phấn và cuộc sống của tôi trở nên đẹp hơn rất nhiều. Thời điểm quen nhau đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Khi không gặp được anh, tôi hay gửi đến nhà hay quán của anh những bó hoa cẩm chướng. Hôm nào tôi vui sẽ gửi hoa màu đỏ, không vui sẽ tặng một bó màu trắng, mà trùng hợp là anh cũng thích hoa cẩm chướng. Trường Giang còn tổ chức sinh nhật cho nam em trước hôm cầu hôn Nhã Phương 2 ngày. Món quà đầu tiên anh tặng cho tôi là cái bánh sinh nhật. Món quà thứ hai là hai hũ kim chi củ kiệu. Đó là hai món quà anh Giang tặng mà tôi nhớ hoài không quên. Thường đi shopping, em chỉ mua đồ cho em. Thì giờ đi shopping, em mua đồ cho anh và mua trong cảm xúc. Tôi thăng hoa quá. Mở mắt dậy, người đầu tiên em nghĩ tới là anh. Và trước khi ngủ, người cuối cùng em muốn nghĩ tới cũng là anh. Trường Giang đi diễn, nam em mua hoa tặng ngồi dưới coi. Có lần cả hai cùng tới Đà Nẵng làm việc, thế là họ dành trọn ngày bên nhau. Thực hư chỉ là trùng hợp hay không, chỉ có trời mới biết. Em cancel hủy bỏ công việc luôn mà, tắt máy không quan tâm gì luôn. Chỉ dành thời gian đi với anh Giang thôi, mỗi ngày đều gặp nhau, suốt liên tục. Nam em kể về đêm đi uống rượu vang cùng Trường Giang, cái đêm đó là quay số cuối cùng, mà bình thường cái số đó là quay tới 1-2 giờ sáng mới xong. Anh nói nhỏ với em là quay xong, mình đi uống chút rượu vang nhỉ. Em nói ok, thì anh bảo bắt cả mọi người cả phim trường nhanh lên, thúc đẩy công việc đúng 11:45 là xong hết. Thế là hai đứa đi uống rượu với nhau.